Xin chào các bạn, mình đoán bạn đã từng nghe về mạng 2G, đặc biệt là khi sử dụng những chiếc điện thoại cục gạch huyền thoại. Nhưng liệu bạn có thực sự hiểu về mạng 2G và lý do tại sao 2G bị tắt sóng? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Để hiểu rõ hơn về mạng 2G, chúng ta cần nhìn lại lịch sử phát triển của các thế hệ mạng di động. Trước đây, điện thoại bàn sử dụng tín hiệu xung quay số. Nhưng hiện nay, các tiêu chuẩn mạng di động đã phát triển vượt bậc. Từ 1G cho đến 5G hiện nay, mỗi thế hệ mạng di động đều mang đến những cải tiến đột phá. Dưới đây là các mốc quan trọng trong lịch sử phát triển mạng di động. Năm 1981, mạng 1G được sử dụng lần đầu tiên. Năm 1991, mạng 2G ra đời tại Phần Lan, mở ra kỷ nguyên của tín hiệu kỹ thuật số. Năm 2001, mạng 3G bắt đầu hoạt động, cung cấp dịch vụ Internet di động tốc độ cao. Năm 2009, mạng 4G được triển khai, mang lại tốc độ truy cập nhanh hơn và ổn định hơn. Năm 2018, mạng 5G xuất hiện, hứa hẹn cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng với tốc độ truy cập siêu nhanh và khả năng kết nối đa thiết bị. Vậy mạng 2G là gì? Mạng 2G, viết tắt của Second Generation, thế hệ thứ hai, là công nghệ viễn thông di động ra mắt lần đầu tại Phần Lan năm 1991. Đây là mạng di động đầu tiên sử dụng tín hiệu kỹ thuật số, thay vì tín hiệu analog như các thế hệ trước. Các tính năng chính của mạng 2G bao gồm mã hóa tín hiệu kỹ thuật số. Tín hiệu cuộc gọi và tin nhắn được mã hóa dưới dạng kỹ thuật số, giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi và tăng cường bảo mật. Dịch vụ dữ liệu. Mạng 2G cho phép gửi và nhận tin nhắn văn bản SMS, mở ra kỷ nguyên mới của truyền thông di động. Hiệu quả phổ tần. Sử dụng phổ tần số vô tuyến hiệu quả hơn, cho phép nhiều người dùng hơn trên cùng một dải tần. Mạng 2G chia làm hai nhánh chính, nền TDMA và nền CDMA, cùng nhiều dạng kết nối mạng tùy theo nhu cầu sử dụng từ thiết bị, cũng như hạ tầng từng phân vùng quốc gia. GSM. Đây là nền tảng mạng 2G phổ biến nhất, được sử dụng bởi hơn 80% nhà cung cấp mạng trên toàn cầu. Theo báo cáo của GSMA, tính đến năm 2020, có hơn 4,5 tỷ thuê bao GSM trên toàn thế giới. CDMA. Được sử dụng rộng rãi tại Hoa Kỳ và một số nước châu Á, chiếm khoảng 12% thị phần mạng di động toàn cầu. Mạng 2G đã từng chiếm lĩnh thị trường di động với hơn 70% thiết bị di động trên thế giới vào thời kỳ đỉnh cao. Tại Việt Nam, mạng 2G đã phục vụ hàng triệu người dùng với khả năng phủ sóng rộng rãi và chi phí thấp. Vậy bạn có thắc mắc tại sao cần tắt sóng mạng 2G ở Việt Nam không? Theo ý kiến của mình sẽ gồm 4 lý do chính như sau. 1. Giải phóng phổ tần số vô tuyến. Giống như Wi-Fi, các kết nối di động sử dụng sóng vô tuyến và các nhà mạng chỉ có một phổ tần số vô tuyến nhất định. Việc loại bỏ mạng 2G giúp giải phóng không gian cho các tiêu chuẩn mới như 4G và 5G, giúp các kết nối này chạy nhanh và mạnh hơn. Theo báo cáo của GSMA, việc giải phóng băng tần 2G có thể tăng hiệu suất sử dụng phổ tần lên đến 40%, tạo điều kiện cho mạng 4G và 5G phát triển mạnh mẽ hơn. 2. Sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng. Với xu hướng người dùng ngày càng nâng cấp thiết bị hiện đại như smartphone hay máy tính bảng, nhu cầu sử dụng các thiết bị cũ tương thích với 2G ngày càng giảm. Theo một khảo sát, chỉ còn khoảng 5% người dùng di động tại Việt Nam vẫn sử dụng điện thoại và SIM 2G. Việc duy trì mạng 2G không còn hiệu quả về chi phí so với việc phát triển mạng 4G và 5G. 3. Thực tế về chi phí nâng cấp. Theo các nhà mạng, chi phí nâng cấp mạng 4G và 5G cho người dùng khá thấp. Chỉ cần chừng 2 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu một chiếc smartphone 4G và với 3 đến 4 triệu đồng, bạn có thể sở hữu smartphone 5G. Điều này càng khẳng định việc tắt sóng 2G là cần thiết để tối ưu hóa tài nguyên và chi phí. Theo báo cáo của Hiệp hội Viễn thông Thế giới, chi phí duy trì một mạng 2G có thể cao hơn từ 25% đến 30% so với việc nâng cấp lên mạng 4G hoặc 5G. 4. Xu hướng tương lai. Lĩnh vực viễn thông di động đang chuyển hướng tập trung vào 5G, IoT và điện toán đám mây. Việc dừng phát sóng công nghệ cũ không chỉ tối ưu chi phí mà còn mở ra tiềm năng cho thị trường mới, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng cao và thúc đẩy kế hoạch chuyển đổi số quốc gia. Theo ước tính của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế, việc triển khai 5G có thể tăng gấp đôi tốc độ kết nối Internet tại Việt Nam vào năm 2025 và đóng góp thêm 12 tỷ đô la Mỹ vào GDP quốc gia. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc tắt sóng 2G là điều tất yếu để nhường chỗ cho các thế hệ mạng mới như 4G và 5G. Tuy nhiên, quyết định này không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn có những tác động sâu rộng đến người dùng. Từ việc ảnh hưởng trực tiếp đến các thiết bị cũ, đến những thay đổi về chi phí và hạ tầng. Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về những ảnh hưởng này và các giải pháp người dùng cần thực hiện để không bị gián đoạn liên lạc. Đầu tiên, việc tắt sóng 2G sẽ ảnh hưởng đến khả năng nghe gọi của các điện thoại cục gạch đời cũ và những chiếc SIM 2G chưa nâng cấp lên SIM 4G.
Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, có khoảng 1,5 triệu thuê bao di động vẫn sử dụng mạng 2G. Sau tháng 9 năm 2024, nếu bạn chưa nâng cấp điện thoại thông minh hoặc SIM 4G, bạn sẽ không thể nghe gọi được. Tuy nhiên, hiện nay các nhà mạng cũng đã có nhiều chương trình hỗ trợ đổi SIM miễn phí và cung cấp các gói cước ưu đãi để khuyến khích người dùng nâng cấp. Đến nay, hơn 80% người dùng đã chuyển đổi thành công sang mạng 3G, 4G và 5G. Ngoài ra, với định hướng chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, việc tắt sóng 2G là một bước đi cần thiết để đảm bảo tài nguyên phổ tần được sử dụng hiệu quả và thúc đẩy phát triển công nghệ mới. Theo ước tính, việc triển khai 5G có thể tạo ra hơn 300.000 việc làm mới trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Hy vọng video này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mạng 2G, lý do tại sao nó bị tắt sóng, cũng như các ảnh hưởng của việc này tới người dùng. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin thú vị nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!